Nhìn lại ba trận đấu đã qua thì màn trình diễn với Syria có lẽ là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier cảm thấy hài lòng nhất, bởi các tuyển thủ đã chơi đúng nhất với mong muốn của ông thầy người Pháp. Đó là phong cách kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, tổ chức tấn công với nhiều phương án đa dạng, khối đội hình phòng ngự ổn định và khả năng chuyển đổi tốt. Trận đấu gần nhất là bài test cho khả năng kiểm soát bóng dưới áp lực cao, sự áp sát và đập mạnh mẽ, thậm chí thô bạo của các cầu thủ Palestine. Điểm cộng trong trận đấu đó là Hoàng Đức và các đồng đội đã biết vượt qua áp lực và tìm ra cách khắc chế đối thủ bằng những miếng đánh sắc lẹm phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương với những đường truyền chất lượng từ tuyến giữa, thời điểm di chuyển, tăng tốc bứt phá của các nhân tố trên hàng công. Đến thời điểm hiện tại, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chaussier thì đội tuyển Việt Nam đang có được 3 trận toàn thắng. Sau chiến thắng 2-0 trước Palestine hồi tháng 9, bản thân ông thầy người Pháp cũng đã tỏ ra hài lòng khi toàn đội đã nắm bắt được ý tưởng chơi bóng của ông. Tuy nhiên, nếu nói đến yêu cầu cao hơn về kiểm soát bóng thì các cầu thủ Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Có lẽ đó là lý do chúng ta sẽ có được những đối thủ mạnh hơn trong đợt thi đấu giao hữu tháng 10. Trong lịch sử đối đầu cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ năm 1997 đến nay, đội tuyển Trung Quốc từng giành chiến thắng 7 trận trong tổng số 8 trận đá với đội tuyển Việt Nam. Trận thua duy nhất của họ là trên sân Mỹ Đình ngày 1 tháng 2 năm 2022 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Những trận đấu giao hữu quốc tế thật sự bổ ích với đội tuyển Việt Nam. Với trận đối đầu với tuyển Trung Quốc, ngày 10 tháng 10, huấn luyện viên Chaussier có thể tính đến ý đồ triển khai kiểm soát bóng, phát động tấn công từ phần sân nhà trước một áp lực cao hơn khi so với những đối thủ như Hồng Kông, Syria hay Palestine. Trong những trận đấu đã qua, ban huấn luyện đã tập trung thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi, cách tiếp cận trận đấu. Rõ ràng Trung Quốc là một đội bóng được đánh giá cao hơn những đối thủ trước đó. Cộng thêm yếu tố họ được chơi trên sân nhà nên chắc chắn áp lực dành cho Hoàng Đức và các đồng đội là lớn hơn nhiều. Họ cần kiểm soát bóng tốt hơn, chơi chủ động hơn và thể hiện được phẩm chất kết nối tốt hơn với nhau. Điểm đáng chú ý trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam là sự xuất hiện hàng loạt các cầu thủ U23, trong đó có Thái Sơn, Văn Tùng, Tuấn Tài, Văn Toản, Văn Khang, Tuấn Dương từng lên đội tuyển ở các đợt tập trung trước, trong khi Vĩ Hào, Minh Trọng, Văn Cường, Thanh Nhàn, Duy Cương, Văn Luân, Đình Bắc sẽ có lần đầu tận hưởng bầu không khí đội tuyển quốc gia. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Chaussier dồn trọng tâm vào việc bồi dưỡng và đánh giá năng lực cạnh tranh của các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, các tân binh từ V-League không còn xuất hiện nhiều, khi chỉ có Tiến Anh và Đình Triệu là những nhân tố mới ở các đợt tập trung trước còn trụ lại danh sách lần này.